sau. Giữ bụng, gò bụng và ảnh lên là rất là bèo luôn. Hello hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh vlog của Coach Sky. Và nếu như các bạn nào chưa biết về Sky thì Sky là một cái chàng trai đã từng tăng 30kg để trở thành một huấn luyện viên, là một cái công việc mà Sky rất là yêu thích. Và bây giờ thì Sky muốn truyền động lực cho mọi người bằng những cái bài tập trên YouTube. Và nếu như bạn nào chưa theo dõi kênh của Sky thì mau mau ấn vào nút theo dõi nha. Và Sky cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Tuần này thì chúng ta sẽ tập những cái bài tập về vai. Nhóm cơ vai là một cái nhóm cơ mà nam hoặc là nữ đều có thể tập được hết. Dụng cụ ngày hôm nay các bạn chuẩn bị cho Sky đó chính là hai cái chai nước suối như vậy. Hoặc là các bạn sẽ dùng, các bạn nữ thì các bạn có thể dùng cái tạ mini nè, cái tạ này tầm nửa cân. Hoặc là các bạn tập body weight thôi, các bạn không cần tập tạ thôi bởi vì cái bài này rất là mỏi luôn. Ok, vậy thì trước khi đi vào tập thì Sky sẽ nói một xíu về phần kỹ thuật cho các bạn nắm nha. Đầu tiên các bạn lưu ý giúp Sky nè, phải giữ như vậy thì các bạn mới không bị đau lưng nè. Đầu tiên các bạn sẽ giữ cái lưng á, khi các bạn ngồi ghế hoặc các bạn đứng cũng được, đó là ưỡn ngực ra đó, giữ cái lưng thẳng như vậy, đầu ngửa lên, không có cong cái lưng như vậy nha. Tiếp thứ hai á, đó chính là dùng cái cùi chỏ của mình. Cái cùi chỏ rất là quan trọng nha các bạn. Ví dụ Sky nói các bạn là đưa tay lên yeah, thì cái phần cùi chỏ Sky đã nói là các bạn sẽ nghĩ trong đầu là hất cái cùi chỏ lên thì khi đó cái lực phát ra mạnh hơn, cái cùi chỏ nó sẽ hướng đi của cái lực đó thì nó sẽ tác động nhiều vào vai. Sky sẽ chỉ các bạn cách thở để mà chúng ta có thể gồng được cái kho. Nhiều bạn tập đang bị mỏi lưng á thì này Sky chỉ như nè. Khi mà chúng ta chuyển động á, khi mà các bạn chuyển động á, các bạn đừng có thở ra, đừng có hít vào, đừng có làm gì hết, hãy gồng cái bụng lại, hít vào, giữ hơi ở bụng, thì khi đó chúng ta gồng được cái kho của mình á, thì cái phần thân người của chúng ta rất là chắc và chúng ta sẽ không bị đau lưng. Các bạn nhớ điều này nha. Cho nên á, tí nữa chúng ta tập á, thường thì Sky sẽ lên xuống thì Sky mới thở ra. Và buổi tập vai hôm nay á, thì chúng ta sẽ có 4 set, 4 bài nhạc rất là hay luôn. Các bạn cứ follow theo Sky. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng bắt đầu tập vai, bơm cơ vai với Coach Sky nào. Rồi, ok, bây giờ các bạn sẽ đưa hai tay dang rộng ra cho Sky và từ từ hất cái cùi chỏ lên trên đi xuống chậm nha Sky. Đó, thấy không, xuống chậm thôi. Lúc lên các bạn cứ thả lỏng cái phần cùi chỏ ra cho Sky, không sao hết. Hất cùi chỏ lên nha, nhớ cái kỹ thuật này cho Sky. Đúng rồi, xuống chậm nè. Đó, cái phần tay các bạn nó sẽ hơi đưa về trước tí xíu, không có banh ngang quá, hơi đưa về trước đó. Nhớ là thẳng nha, lên thẳng nha, không có đổ người về trước nha. Giữ lưng thẳng cho Sky. Đúng rồi, lên thở cho Sky. Xuống hết, lên thở, xuống chậm thôi. Đúng rồi, xuống chậm. Bạn nào có tạ thì cầm tạ cho Sky nha, còn không thì cầm hai chai nước suối là được rồi. Các bạn nữ thì có thể là không cần tập tạ đâu, cứ đưa tay không thôi là các bạn rất là mỏi luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hơi đưa tay về trước tí xíu và đẩy lên. Hơi đưa tay về trước tí xíu như vậy nè. Đó, đưa vậy nè các bạn ơi. Đó, đúng rồi, đưa về trước. Mỏi chưa? Đúng rồi các bạn ơi. Sẽ tác động nhiều hơn vào nhóm cơ vai trước của mình, giúp cho vai của bạn tròn hơn. Tiếp tục đi. Sky phải thật sai cái ghế. Rồi ok, mở rồi đúng không? Đẩy từng tay cho Sky. Đẩy bên vai phải trước. Lên thở nha. Đổi bên. Sky rất là thích tập mà vai kiểu như này, có nghĩa là theo tiếng nhạc mà tập, bởi vì vai là một cái nhóm cơ nó cũng khá là lớn, tập nhiều reps nó cũng khá là mệt mà bị chán đó các bạn, tại vì cái reps của nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Đẩy lên nè, thấy không, hất cùi chỏ lên, hất cùi chỏ lên, giống như là chúng ta đang yeah yeah đó, tốt lắm các bạn ơi. Bây giờ là so le nhau nha. Đúng rồi, xa le nhau. Đẩy lên, cố lên. Đẩy lên, thở ra. Baby, let's go. Yeah, let's go. Đúng rồi, cảm nhận phần vai hoạt động, đốt cháy phần vai luôn. Sắp hết rồi. Tốt lắm các bạn ơi. Let's go. Sky rất là thích cái bài hát này luôn, rất là vui vẻ luôn. Trong tình hình dịch hiện nay thì ai ở nhà cũng cái tâm trạng nó cũng khá là bị dễ tác động á, thì bài hát này rất là vui. Cái nữa rồi, ok, chúc mừng các bạn xong rồi. Các bạn thấy sao,
Rồi bài đầu tiên sẽ giúp bơm cái phần vai của chúng ta nè, các bạn thấy không, cái phần vai của Sky không, có nghĩa là cái bài này nó sẽ bơm máu vào, nó sẽ làm tròn, nó sẽ làm to cái phần vai này. Những bạn nữ thì yên tâm ha, chúng ta chỉ là tập để săn chắc thôi, cho nên là chúng ta không có cần tập nặng, tập body weight thôi. Thì các bạn nam nha, muốn mà bơm nhiều hơn á thì các bạn cứ cầm tạ nặng hơn cho Sky, maximum á là 4-5 kg thôi là rất là mỏi luôn, bởi vì chúng ta tập rất là nhiều reps. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ qua bài thứ hai để tập những cái bài về fly rất là hiệu quả luôn. Bài tập tiếp theo sẽ tác động nhiều vào nhóm cơ vai giữa của các bạn nha. Bây giờ là fly cho Sky nè, khóa cái cụ trỏ lại cho Sky nè, đó thấy không, khóa lại rồi đưa lên, đó đưa lên xuống chậm, lên xuống chậm, đúng rồi các bạn, lên các bạn thở ra cho Sky, hít hoặc là các bạn sẽ hít một hơi sâu rồi xuống thì thở ra, hít xuống thở, tùy vào các bạn nha, tùy hơi thở không sao hết. Có lúc thì Sky lên tay thở, đúng rồi các bạn ơi, ráng lên. Sẽ tác động nhiều vào nhóm cơ vai giữa của các bạn đó. Các bạn đánh cụ trỏ ngang vai cho Sky nha, đừng có đánh cao quá nè. Có nhiều bạn hay duỗi tay ra vậy, như vậy nè, nó sẽ vào cái cẳng tay đau lắm ha, hơi co lại, hơi khóe lại ha, đánh cụ trỏ lên, tác động vào vai giữa cực kỳ luôn, ráng lên, đánh lên. Thấy cái vai của Sky không, nóng chưa, đúng rồi, rồi lên, đưa vô trong, đưa ra, đưa xuống, rồi tiếp tục, đưa vô trong, đưa ra, đúng rồi, wow, ok, từng vai một nào, nè, quay quay cái vai nè, thấy không, mỏi lắm luôn á, rồi đổi bên, bên trái, cái ghế này nó xoay được. Lên thở nha các bạn ơi, nếu mà các bạn bị đau lưng á, các bạn nhớ gồng cái bụng lại cho Sky. Hít sâu nè, giữ bụng, đừng đánh lên, hiểu không? Hít sâu, giữ bụng, gồng bụng và đánh lên là rất là bèo luôn. Rồi, hai tay kéo lên, hai tay đánh, cảm nhận nha, cảm nhận nha. Wow, đánh cú trỏ, đang ngừng lại đó, tiếp tục cho Sky, rồi chuẩn bị nè, vô trong, đánh ra ngoài, đó cảm nhận cái độ siết của cơ vai, vai giữa nha các bạn ơi, đúng rồi, hít một hơi sâu, giữ hơi, gồng bụng, đúng rồi, hít sâu, cái nữa, tiếp, đó, vô chưa, đó, tiếp tục. Hít sâu, giữ hơi, xuống, thở, hít, đó, gồng bụng vô, hít, giỏi lắm, cố lên, sắp hết rồi, hít, ráng lên, wow, thở, hít, gồng bụng, siết chặt cơ bụng vô, đúng rồi, vậy mới không bị đau lưng, cái nữa. Rồi, ok. Wow. Tuyệt vời quá cái vai. Cái vai phồng lên luôn, hiểu không? Cái bạn nào mà, nhất là các bạn nam á, các bạn đang muốn một cái bờ vai rộng á, thì các bạn nên phải tập cái bài này. Cái bài này trong tập gym đó là lateral raise, cái bài mà nhấc vai lên á, đó thì đó, cái bài này các bạn không cần tập quá nặng đâu, nhưng mà nó rất là vào vai giữa luôn, nó sẽ khiến cho cái phần vai giữa của các bạn trông nó rộng hơn, nhìn nó cái bề ngang nó rất là rộng luôn, nó rất là đẹp luôn đó các bạn. Thì các bạn phải tập cái bài này cho Sky nha, và nhớ cái kỹ thuật khóa cùi chỏ cho Sky mà đi lên á, cực kỳ vào luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua bài tiếp theo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tập cho nhóm cơ vai trước, fly với vai trước ha. Rồi các bạn từ từ nè, đánh cùi chỏ lên, đánh cùi chỏ về trước, nhớ là phải khóa cùi chỏ lại cho Sky nha, rồi đánh cùi chỏ về trước. Đây, nhìn Sky nè, đánh về trước nè, đó, đánh về trước, thấy không, thấy bèo không, cứ đánh sau lè cho Sky, thấy không,
Đó. Nếu mà các bạn không cảm thấy mà bị đau lưng, các bạn có lên, các bạn có thể thở ra, không sao hết. Còn nếu mà các bạn mà bị đau lưng á, thì chúng ta hít một hơi sâu, lên, xuống rồi bạn thở. Thì các bạn sẽ phải tập chậm hơn một chút xíu. Bài này thì hơi nhẹ. Đó, đánh lên chân ca nè. Rồi, đánh hai tay xuống chậm. Và các bạn thấy cái phần vai, vai trước của Sky không? Nhóm cơ vai trước hoạt động rất là nhiều luôn. Đánh xuống chậm. Đó. Vì sao phải tập vai trước? Bởi vì cái vai trước nó sẽ giúp cho cái phần vai của bạn nó trồng tròn hơn ở cái mặt trước. Ở cái mặt trước, cái vai nó sẽ trồng tròn hơn. Những cái bạn nào mà không tập vai trước nhiều quá thì cái phần vai nó sẽ bị lõm lõm, nhìn nó không có đều. Lên, xuống chậm. Ráng lên, ráng lên. Mãi đúng không? Xuống chậm. Đây là chúng ta sẽ qua bài tiếp theo nè. Xuống chậm nè. Rồi. Lên. Rồi xoay nè. Rồi đẩy cho Sky. Đó, bài này. Bài này quen thuộc không? Nè, nhìn nè. Đánh ngang nè. Đó, tốt lắm các bạn ơi. Đã. Thở. Hít. Lên. Thở. Hít. Thấy không? Nào không? Rồi, lên, cùng một lúc. Tốt lắm, tốt lắm. Tiếp tục đi, các bạn cảm nhận được không? Co cùi chỏ lại nè, đánh cùi chỏ lên thôi. Xuống thật chậm, cảm nhận cái phần cơ vai trước. Đúng rồi, lên. Sắp hết rồi, giỏi lắm. Đánh cao lên cho bạn. Xuống chậm. Wow. Bơm đường vào đúng không? Lên. Xuống chậm. Cái nữa. Rồi, ok. Tốt lắm, tốt lắm. Các bạn làm tốt lắm. Thì đó, bơm được gần được cái mạng vai nè, cái mạng vai trước nè. Bây giờ thì sẽ còn bài cuối cùng, nó sẽ tác động vào cái nhóm cơ vai sau. Đây, vai sau là cái nhóm cơ nó hơi đặc biệt tí xíu. Nó sẽ nằm ở đây. Các bạn nhìn thấy cái phần này của Sky không? Đây nè. Đây, thì cái phần vai sau cũng là một cái phần quan trọng để mà nó giúp cho cái phần vai của bạn thành một cái khối như vậy nè. Bởi vì nhiều bạn nhìn ngang á, cái khối vai nó sẽ nó không có lộ ra đằng sau. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tập cái nhóm cơ này để mà nó sẽ làm tròn cái vai thành một cái khối tròn luôn. Bây giờ nha, fly vai sau trước nha. Bây giờ các bạn sẽ fly từng tay một nè. Rồi, giữ lưng thẳng cho Sky nè. Đó, rồi, hơi co cùi chỏ lại nè. Và các bạn sẽ đánh lên cao, ngang vai rồi chúng ta đi xuống. Khi mà các bạn đánh lên á, các bạn sẽ giữ khoảng 2 giây cho Sky. Đánh lên giữ 2 giây rồi đi xuống. Đó, thấy không? Đánh ngang, không có đánh như vậy. Đánh ngang với cái vai rồi xuống chậm. Đó, các bạn sẽ cảm nhận là cái vai nó sẽ hoạt động hơn nè, thấy không? Đó. Đánh, đó, rồi chúng ta đổi bên ha. Sau đó thì các bạn sẽ tập bài thứ hai là bài này, dễ hơn một tí xíu. Rồi, hơi khuỵu đầu gối xuống nè. Rồi, khuỵu lại nè. Rồi, đá lên cao, siết lại, giữ 2 giây. 1, 2, thấy không? Giữ lưng nha, giữ hơi, gồng bụng vô. Đó, đánh lên, siết cơ vai lại. Ok. Rồi, bây giờ hãy bắt đầu với Sky nha. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu chưa? Đánh lên. Giữ hơi. Giữ vai lại trong 2 giây nha. Cảm nhận nha các bạn ơi. Đó, lấy tay tì vào ghế cho Sky. Xuống chậm thôi. Xuống chậm nha. Vào chưa? Xuống chậm. Rồi, đổi bên. Bên này các bạn không thấy xa rồi, các bạn cứ tập đi nha. Siết lại cho Sky. Ráng lên, lên, siết vô. Rồi. Hai vai, go. Xuống chậm, lên, siết tay vô. Lên. Ráng lên. Lên thở. Đó, các bạn cứ siết cái bàn vai vô cho Sky.
xít mặt lên. Tốt luôn. Đúng rồi, mãi chưa? Lên gồng. Đó, giữ lại 2 giây rồi mới xuống nha. Kháng lên. Giỏi quá, tiếp. Đó. Rồi, tiếp tục. Xít vai vô. Giỏi lắm. Ráng tì tay vào ghế. Ráng lên. Đổi bên. Wow. Tập xong bài này là cái vai của mình nó tròn vo luôn đó. Vào luôn đó các bạn. Xít vô. Nhớ các bạn nhớ khóa của trỏ lại nha. Đánh của trỏ lên nha Sky. Cứ đánh của trỏ lên. Và giữ lại 2 giây là bao vào vai luôn. Thế nữa. Ok. Nghỉ một xíu xíu nha. Wow. Go. Xuống chậm. Lên. Xít cơ vai lại cho Sky. Nguyên cái phần vai sau luôn. Bạn nào mà mỏi bạn có thể quỳ vậy, tự tựa vậy. Dễ hơn. Quỳ vậy ha. Tùy vào mỗi bạn. Xít lại. Xít, ráng lên. Ráng lên. Wow. Ai da, ai da, ai da, ai da. Ráng lên các bạn ơi, sắp hết rồi. Rồi, lên, 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 lên. Wow, lên. Ráng lên. Cái nữa. Ok. Ok, mỏi không? Đây, nguyên cái phần vai luôn đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn nhiều vì hôm nay đã tập vai với Sky ha. Bây giờ vai rất là bầm luôn, bầm luôn. Thì nên kết hợp cả chế độ tập và chế độ ăn ha, để mà có được một cái cơ thể khỏe mạnh và đẹp. Các bạn đừng quên theo dõi kênh vlog của Sky nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo. Bye.